Ủa má, sao má không chở em Rô về nhà mình hả má? Chở nó về mày chăm nó phải không? Nhưng mà sao má không ăn đi, má cứ bấm điện thoại hoài à. Mày ăn thì mày lo ăn đi, mà nó nhiều quá, như thằng cha mày vậy đó. Em nghe nè anh. Dạ. Đúng rồi. Ăn thì lo ăn đi. Nhìn cái gì mà nhìn? À không, nói con nè, ổng chưa có về. Rồi vậy hả? Anh về rồi nè em ơi, ba về rồi nè con. Ờ, thôi ổng về rồi, em tắt máy nha. À, ba về. À, con. Sao hôm nay ba đi chạy xe ở đâu mà ba lâu về vậy ba? À, mấy bữa nay á, ba đi chở hàng xa, nên ba nhớ con lắm á. Thì ba nhận chị gần thôi. Thì ba đi lấy xe xa á, mới có tiền lo cho con. Nè, ba có mua quà cho con nè. Dạ, cảm ơn ba. Ủa, thằng Rô đâu rồi em? Gửi về ngoại rồi. Tiền không có, đặt mua cái này mua cái kia. Cái này có bao nhiêu tiền đâu mà em tính toán lèm bèm quá vậy? Tôi lèm bèm gì đó, tôi cần nhà nghỉ được không? À, con cầm cái này vô phòng cất đi, để ba ngồi nói chuyện với má. Dạ. Vô đi con. Em làm cái gì? Trước mặt con mà em nói vậy đó hả? Thì không tiền thì tôi nói không tiền. Không lẽ tôi gạt con giống như anh gạt tôi vậy hả? Anh gạt em cái gì? Anh nói cho tôi cuộc sống sung sướng. Đây là sung sướng này đó phải không? Thì anh vẫn đi làm, kiếm tiền về lo cho em, lo cho con. Nè, anh đi làm á, anh có mua đồ ăn à, cái món mà em thích nè. Nè, em ăn thử đi, ngon lắm luôn á. Tôi không có cần, tôi chán anh lắm rồi. Anh suốt ngày cứ đi miết, biết bao nhiêu công việc là con cái, đổ dồn có mình tôi lo à. Thì anh biết là em lấy anh là một thiệt thòi. Mọi chuyện ở nhà là do em quán xuyến. Nhưng mà em đợi anh thêm một vài năm nữa thôi. Anh đi làm đủ tiền rồi hả? Anh cho em mở shop buôn bán. Anh biết em thích buôn bán mà. Đợi hoài tôi mệt quá. Tôi không muốn đợi nữa. Tôi chán lắm rồi. Tôi chỉ muốn ly hôn thôi. Ly hôn? Đúng rồi. Tôi muốn ly hôn. Tôi không cần thương anh nữa. Em nói giỡn hay nói chơi vậy? Tôi không có đùa đâu. Tôi sẽ viết đơn ly hôn gửi cho anh ký. Anh biết á, là em đang có chuyện buồn trong người cho nên là em mới nói vậy đúng không? Hay là em không thích mấy cái thứ này thì ngày mai anh mua cái thứ khác tặng cho em nha. Tôi không cần anh mua gì hết á, tôi chỉ cần anh ký đơn ly hôn thôi. Anh cứ chờ đó đi, tôi sẽ đưa đơn cho anh ký ha. Ủa, má đi đâu không bà hả? Mày nhiều chuyện quá, học bài lớp học bài đi. Con học xong rồi mà. Học xong thì mày ngồi đó chờ thằng cha về mày chở mày đi chơi. Con tưởng cả nhà mình. Tưởng cái gì mà tưởng? Ngồi đó mày đợi ổng. Khi nào ổng về mày muốn đi đâu á thì mày kêu ổng chở mày đi. Alo, em nghe nè anh. Em chuẩn bị xong hết rồi. Rồi. Hô. À, ba về. À, ba mới về. À, em ơi, anh về rồi nè em ơi. Ba ơi, má đâu rồi đó ba? Ủa, má đi đâu rồi hả? Dạ. Má có nói khi nào về không con? Dạ không, má không có nói. Đây, nè, đây. Cho ba hỏi nha. Ở nhà, má có nói gì với con không? Dạ không, má không có nói. Buổi sáng má bán nước ngoài tiệm, còn buổi tối thì má toàn nói chuyện điện thoại không à. Với lại thì sao? Có gì nói ba nghe. Ở nhà có chuyện gì ba biết, ba còn nói chuyện với má nữa. Dạ, với lại má hay đi chơi về khuya lắm. Má có nói là má đi với ai không? Dạ không. Về tới nhà rồi.
Để em tháo nón cho. Về tới đây là phát chán à. Ủa anh tụi em muốn về nhà lắm hả? Sao em không bỏ nó đi? Em cũng nói với thằng Chả rồi, thằng Chả có chịu đâu. Có gì mà em điện cho anh. Hai người dám làm cái trò này trước nhà tôi hả? Mày đánh tao không mày? Anh đi về trước đi, anh đi về trước đi. Rồi có gì em điện cho. Em buông ra, em bỏ ra coi. Anh đi về lẹ rồi em đi. Mày đánh gì tao? Đánh mày chứ làm gì? Anh đi về đi nghe chưa? Con đứng này đó cho tôi. Anh buông tay ra coi. Con gì thằng đó mà bỏ tôi đúng không? Đúng. Anh có lo được gì cho tôi không? Anh có mua được những thứ này cho tôi không? Không, để anh lọc lo. Thì bấy lâu nay tôi đi làm, tôi kiếm tiền và tôi đưa hết cho con thì sao? Nói với tôi như đó không đủ, không đủ. Mày. Anh. À, anh xin lỗi em. Cái tát này, coi như chấm dứt tất cả giữa tôi và anh. Em. Ủa em, khuya rồi, em còn dẫn con đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi. Ba, con không muốn đi đâu. Con nó không muốn đi thì em đừng có dẫn nó đi. Bây giờ mẹ ở đây với ổng phải không? Hả? Còn anh á, anh đợi giấy gì vậy của tôi đi ha. Anh không ký là tôi kiện anh ra tòa đó. Còn mày đó, đi lẹ ra đây. Ba. Em làm cái gì? Đau con kìa, bỏ ra. Vậy mẹ ở đây với ổng đúng không? Nói khác đừng có kêu tao nghe chưa. Em làm cái gì vậy? Em cứ mày tao với con hoài vậy, nó còn nhỏ mà. Anh đừng có dạy đời tôi nữa, tôi không cần. Để lên. Cô buông ra coi. Mẹ, tôi không muốn đi đâu. Vậy mẹ ở đây với ổng nha, tao bỏ mày luôn đó. Em đừng có la con nữa. Ba qua đây, ba nói con nghe nè. Nè, vài bữa nữa ba phải đi lấy xe xa lắm ha. Ba đi 1-2 tháng lận. Thôi bây giờ con nghe lời má đi, đi qua nhà bà ngoại ở chơi với em. Rồi khi nào ba đi làm về á, ba qua ba đón hai đứa nha. Vậy ba nhớ đón hai tụi con à, nha. Rồi. Ba. Chị lắm. Em. Ba, hôm nay ba không có lái xe hả ba? À, ừ, bữa nay ba không có lái xe. Ba qua ba đón con với em nè. Em, mình đi về đi em. Tôi không có đi đâu hết á. Má, mình đi về đi. Mày đừng có nói nhiều quá nha. À, thôi con đứng đây con đợi ba một chút, ba nói chuyện với má. Ừ. Em, ra kia nói chuyện nhanh một chút được không? Nói cái gì? Mình ra kia mình nói chuyện một chút. Đi về với anh đi em. Tôi đã nói là mình đã chấm dứt hết rồi. Sao anh làm phiền tôi hoài vậy? À, thôi mình bỏ qua tất cả. Anh hứa là anh không đi làm xa nữa. Anh sẽ làm gần, ở cạnh với mẹ con em. Em đừng có đi theo cái, đừng có theo cái thằng đó nữa. Muộn rồi, tôi đã hết thương anh rồi. Anh hiểu không? Anh không lo được cho tôi thì để cho anh Lộc lo. Em, anh đâu có làm cái gì sai đâu chứ. Anh không làm gì sai hả? Chỉ vì anh quá nghèo thôi anh biết điều đó không? Được. Bây giờ nếu em đi theo thằng đó thì em đưa hai đứa con cho anh. Anh lấy quyền gì mà anh giành con với tôi? Anh cũng là cha của hai đứa đó. Làm cha là ngon hả? Anh lấy gì anh lo cho con? Đồng lương thì ba cọc ba đồng. Anh nuôi được tụi nó không? Hay là dẫn tụi nó đi lang thang với anh vậy? Em. Sao? Cứng họng rồi chứ gì? Yên tâm đi. Sau ly hôn á, tôi không xin một đồng xu nào của anh. Ha. Cứ giữ đồng tiền đó mà lo cho bản thân mình đi. Nhưng mà đừng có tới tôi xin tiền là được rồi. Con leo lên nhanh lên. Mama. Má cái gì nữa mà má? Giúp mày hỏi có lên đâu. Anh có lo được gì cho tôi không? Anh có mua được những thứ này cho tôi không? Không thì để anh Lộc lo. Giờ tao nói mày không nghe phải không? Lên đây con này, hôm nay nó liền. Thôi kìa mày leo lên, lẹ lên. Leo lên. Chết đi. Mẹ. Mẹ mà. Mẹ. Mẹ có sao không mẹ? Tỉnh dậy đi mẹ. Mẹ.
Bị cáo Nguyễn Thanh Hải, tại sao bị cáo lại dùng dao đâm chết bị hại Hồ Thị Linh, cũng là vợ của bị cáo? Dạ thưa hội đồng xét xử, do bị cáo nóng giận khi biết vợ của người đàn ông khác và dẫn hai con về bên ngoài, cho nên hôm đó bị cáo mới cầm dao có ý định hù dọa cho vợ dẫn hai con về. Nhưng cô ấy không đồng ý và còn buông lời sỉ nhục, cho nên trong lúc nóng giận bị cáo mới không kiềm chế được và gây ra bi kịch. Dù vậy bị cáo cũng phải nhờ pháp luật can thiệp, chứ không được tự mình quyết định dùng dao hù dọa như vậy. Đã vậy còn giết vợ ngay trước mặt con gái của mình. Bị cáo có thấy rằng hành động của mình quá tàn nhẫn hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, sau những ngày bị tạm giam, bị cáo vô cùng ân hận và hối lỗi. Chỉ vì trong một phút nóng giận mà bị cáo đã khiến cho hai con mình bơ vơ, khiến thấy cảnh mà nó không nên thấy. Bị cáo rất có lỗi với vợ và con. Mời đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa diễn ra công khai ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh Hải đối với bị hại Hồ Thùy Linh là tội giết người. Trong khi giải quyết mâu thuẫn, nếu kéo tình cảm của người vợ không thành, bị cáo đã tức giận và thực hiện hành vi phạm tội. Đây là hành vi mang tính chất côn đồ và nguy hiểm, cần phải nhận mức án nghiêm khắc để răn đe. Tuy nhiên, viện kiểm sát cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo đã giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do bị hại đã buông lời sỉ vả. Bị cáo ăn năn hối cải sau khi gây án, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, phải nuôi mẹ già và hai con nhỏ. Vì vậy, căn cứ vào điều 123 Bộ Luật Hình Sự, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hải 20 năm tù về tội giết người. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bà Bùi Thị Chu, đại diện hợp pháp của bị hại, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, tới bây giờ mà tôi không ngờ thằng con rể tôi nó hành sự như vậy. Nó để cho con trẻ nhìn thấy cảnh nó cha giết mẹ, thật sự rất là nhẫn tâm. Cũng là do lỗi một phần của con gái tôi nó gây ra, nên tôi xin hội đồng xét xử xem xét và giảm nhẹ tội cho thằng rể tôi. Mời bà ngồi xuống. Mời người nhà của bị cáo, bà Hà Thị Đường, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Hải hay không? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, thằng Hải con tôi á, nó vốn là người lương thiện hiền lành. Gia đình tôi á, thì vốn nghèo khó, con thì lại đông. Chính vì vậy đó mà thằng Hải nó phải nghỉ học để nó đi làm mướn đủ thứ để phụ cha mẹ chăm sóc các em thành người. Từ khi mà nó có vợ á, thì nó cố gắng, nó mần ăn vuông vén để nó lo cho vợ con nó. Nhưng ngược lại đó, vợ nó đó thì đi lăng nhăng bên ngoài, rồi còn về sỉ nhục nó, nên mới xảy ra cái chuyện lớn như vậy. Nhưng tôi chỉ mong hội đồng xét xử xem xét mà giảm nhẹ án cho con của tôi à. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Nguyễn Thanh Hải, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghi án. Má, con xin lỗi má và mọi người, vì con đã gây ra một lỗi lầm quá lớn, không thể nào bù đắp được. Con mong má và mọi người hãy tha thứ lỗi cho con. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghi án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh Hải đối với bị hại Hồ Thùy Linh là hành vi giết người. Hành vi mang tính chất côn đồ,
và nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội trong lúc tinh thần bị kích động, chỉ vì mong muốn níu kéo tình cảm. Bị cáo đã ăn năn hối cải sau khi gây án. Ngoài ra, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, phải nuôi mẹ già và hai con nhỏ. Đó là các tình tiết để hội đồng xét xử xem xét và giảm nhẹ mức án phạt. Vì vậy, căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hải 20 năm tù về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Ngồi dự phiên tòa ngột ngạt hôm nay, nghe bị cáo Hải thuật lại toàn bộ câu chuyện, tôi cũng không thể nào ngờ được một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu lại kết thúc bằng nhát dao cay đắng. Đúng là cuộc sống không ai biết trước được chữ ngờ. Từ một người chồng tốt, một người cha đầy trách nhiệm, không ngờ trong phút chốc lại vô tình trở thành kẻ sát nhân trước mặt con gái của mình. Bà nội, hành động nhẫn tâm này vô tình in hằn những nhát dao tàn độc trong ánh mắt trẻ thơ trong sáng, khiến cho tuổi thơ của con gái mình, hình ảnh của sự bi thương, mất mát. Tôi không khỏi xót xa và chua chát khi nghĩ đến tương lai của hai đứa trẻ thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha lẫn mẹ. Chắc chắn cuộc sống sẽ thiếu thốn và khó khăn gấp bội phần. Giá như Hải và Linh đủ tỉnh táo, suy nghĩ thấu đáo và biết nghĩ đến tương lai của hai đứa con thơ, thì chắc chắn họ đã có những cách ứng xử đúng đắn hơn để không gây nên nghịch cảnh như hôm nay. Lỗi lầm của cha mẹ lại để con trẻ nếm thương đau. Tình hình sao rồi? Tôi đã hỏi hết tất cả người dân xung quanh ở đây á, nhưng không thu thập được thông tin gì đáng chú ý cả. Trên hiện trường, tôi phỏng đoán thi thể đã bị thả trôi và sau đó dạt đến đây. Đồng chí tiếp tục kiểm tra xung quanh xem thế nào. Rõ. Tình hình khám nghiệm tử thi sao rồi? Nạn nhân cao khoảng 1m65, độ tuổi khoảng 23 cho đến 27. Theo độ phân hủy của thi thể thì nạn nhân đã chết cách đây ít nhất là 25 giờ. Ngoài ra thì tôi không tìm thấy bất cứ trang sức hay là giấy tờ tùy thân nào của nạn nhân cả. Vậy là việc xác định danh tính của nạn nhân chúng ta gặp phải khó khăn rồi. Còn nguyên nhân gây tử vong thì sao? Nạn nhân bị đa chấn thương ở vùng đầu, ngực và tay, nhưng các vết thương này được hình thành từ trước khi nạn nhân chết. Điều này trùng khớp với nhận định ban đầu của chúng tôi. Nạn nhân bị giết ở một nơi khác. Các vết thương này đều do một vật sắc nhọn gây ra. Hơn nữa, cẳng tay của nạn nhân có khá là nhiều vết thương. Tôi cho rằng đây là những động tác chống đỡ hoặc là né tránh hung thủ khi mà kẻ sát nhân tấn công. Rất có thể nạn nhân bị tấn công bất ngờ bởi một chặt sắt nhọn trên vùng đầu và sau đó đã cố gắng phản kháng trở lại. Thưa cán bộ, nó là con gái của tôi, sao nó lại ra nông nỗi này? Chị cứ bình tĩnh lại. Tôi muốn hỏi là Tiên rời khỏi nhà và bị mất liên lạc với gia đình là khi nào? Ngày 20 tháng 6. Nó nói nó đi làm, rồi tôi không thấy nó về nữa. Vậy chị có nhớ là lúc đó Tiên có mang theo tư trang hay tài sản gì trên người hay không? Có. Nó đeo vòng vàng, với lại có cái xe của nó nữa. Được rồi, cảm ơn chị. Cơ quan điều tra sẽ sớm điều tra để tìm ra thủ phạm.
chị tôi về. Đây là toàn bộ hồ sơ và tài liệu của nạn nhân Nguyễn Thị Tiên. Cậu hãy xem qua đi. Rõ ràng đây là vụ án cướp của giết người. Trước khi mất, cô gái này đã từng làm quán cà phê Đàn Mờ. Chính vì vậy mà các mối quan hệ của nạn nhân rất là phức tạp. Cậu đến đây làm việc của nạn nhân, điều tra thật kỹ và thu thập thêm thông tin. Ngoài ra, theo lời khai của bà Thu, mẹ của nạn nhân cũng cho hay Hảo là bạn trai của Tiên và đối tượng này cũng rất đáng khả nghi. Bye bye anh. Sao con cho nó mượn xe chứ vậy? Má khéo lo, bạn trai con chứ có phải người lạ đâu. Cái thằng đó nó cờ bạc có số, lúc nào nó túng thiếu nó bán luôn thì sao? Mà cái xe đó đâu có tiền đâu. Má đừng có lo, con nắm làm chui hết rồi, má yên tâm đi. Còn với cái anh nói cái gì? Không mượn mọt gì hết á. Tôi nói không là không, anh đừng có lằng nhằng. Anh thiếu nợ ai thì tự đi mà trả. Còn cái xe của tôi anh đừng có đụng vô, nghe chưa? Chúng ta không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cậu cử mũi trinh sát khác điều tra thật kỹ, theo dõi đối tượng tên Hảo này. Dạ rõ. Chào anh, tôi bên cơ quan điều tra. Anh cho tôi hỏi, Tiên làm đây lâu chưa? Cô ấy làm cũng được 2 năm rồi. Các mối quan hệ thường ngày cô ấy như thế nào? Anh có biết không? Anh biết rồi đó, cái nghề này nó nhạy cảm lắm. Còn chúng tôi làm ăn kinh doanh rất là đàng hoàng. Còn cái chuyện mà bên ngoài á, cô ấy đi với ai và về với ai, là sao tôi biết được? Ngày 20 tháng 6, khi rời khỏi chỗ làm, Tiên đi một mình hay đi với ai? Ngày đó, Tiên đi một mình. À. Sao, có chuyện gì không? Anh, em đi ngoài xíu nha. Đang giờ làm việc mà đi đâu? Trời ơi, quán vắng teo à, đâu có khách đâu. Anh cho em đi khách. Khoảng 3 tiếng nữa em về nha. Đi nhớ về sớm nha, giờ trễ tôi phạt á. Dạ, em biết rồi. Thôi em đi nha. Đi. Cảm ơn anh. Đúng không? Bà bảy nó còn còn chín nút nè to. Rồi, tiếp tiếp nè, đặt cho đây. Ngoài anh là bạn trai của Tiên đúng không? Đúng. Vậy anh có hay tin Tiên đã bị sát hại hay chưa? Tiên chết. Ai giết? Mà tôi cũng chẳng có quan tâm nữa. Không có đáng. Anh cạn tình đến như vậy à? Mỗi người có một cách sống. Cách sống của tôi là như vậy đó. Hết tiền thì hết tình. Đơn giản vậy thôi. Vậy ngày 20 tháng 6 anh làm gì và ở đâu? À, thì ra là tụi anh nghi tôi giết con Tiên chứ gì? Tôi yêu cầu anh vô thẳng vấn đề. Ngày hôm đó tôi chơi ở sới bạc cả ngày. Anh không tin thì mới hỏi mấy tụi đó đi. Thôi được rồi, chúng tôi sẽ sớm xác minh thông tin của anh. Nhưng trong thời gian này á, anh không được rời khỏi nơi cư trú. Chúng tôi có thể triệu tập anh bất cứ lúc nào. Tôi hiểu. Báo cáo chỉ huy,
khai thác từ chỗ làm của nạn nhân, tôi chỉ thu thập được vài thông tin cơ bản. Về việc rời chỗ làm, khi đi nạn nhân chỉ đi một mình. Tôi cũng vừa nhận được thông tin trinh sát khác báo về, Thảo có bằng chứng ngoại phạm. À, còn một chi tiết nữa, khi rời khỏi quán, Tiên có nói là đi khách. Đi khách? Tiên lóng của những cô gái bán dâm. Cậu bám địa bàn, tiếp tục điều tra, tìm hiểu thông tin về những nhà nghỉ mà Tiên thường lui đến. Tôi có linh cảm là Tiên đã được điều đến nơi này. Dạ đó. À đúng rồi, cô này là khách quen của tôi mà. Vậy anh ráng nhớ lại coi, ngày 20 tháng 6 này cô gái này có đến để thuê phòng không? À có, nhưng mà tôi không thấy cô ra. Vậy sao? Chị đẹp, đi đâu sớm vậy? Thì khách kêu giờ nào thì em chiều giờ đó thôi. Biết rồi, phòng 201, vô đi. Đi nha. Chào anh. Anh có cần có giúp gì không? Không. Ủa cô Tiên còn trong phòng không anh? Ờ, cậu đi lâu rồi, chỉ còn mình tôi à. Dạ. Yeah. Tôi trong đó xịt đồ. Dạ dạ. Cái này nè. Đây. Đây, phòng này. Tôi có coi lại camera thì tôi thấy cô gái là không có đi ra khỏi phòng. Nhưng mà cái người thuê phòng á thì nói là cô gái đã đi lâu rồi. Vậy anh có nhớ người khách thuê đó rời khỏi phòng khi nào không? Tầm đâu 7-8 giờ tối gì đó, mà ngày 20 tháng 6. Nhưng mà tôi thấy có kéo theo một cái vali bự lắm. Vali sao? Dạ. Anh có thông tin về người đó không? Thì theo giấy đăng ký á, thì tên là Quốc Phong. Tôi nghĩ là cơ sở của anh đã có hành vi dung túng và chứa chấp hoạt động bán dâm. Anh nên điều chỉnh lại cách thức hoạt động sao cho đàng hoàng hơn đi, nếu không muốn bị pháp luật truy cứu. Dạ tôi biết rồi. Đồng chí theo này để xuống trích xuất camera ngày 20 tháng 6. Đó. Mà anh theo thôi.
Hai giấc mộng đó đi là mắt, chiếc vali, người thanh niên lạ mặt. Hiện trường chính chắc chắn phải là ở đây. Cậu chuyển tấm hình này đến các tỉnh lân cận và đề nghị công an ở đó phối hợp với chúng ta điều tra về đối tượng tên Phong này. Sao chúng ta không về địa phương của anh ta chợ mới An Giang, biết đâu á chúng ta sẽ thu thập được nhiều thông tin hơn. Theo tôi được biết thì đối tượng tên Phong này là con nghiện cờ bạc nặng, hiện hắn đã có vợ và sống ly thân. Trên vai hắn đang gánh số nợ gần 2 tỷ đồng, đã bỏ nhà lên thành phố Long Xuyên gần 1 năm nay. Chính vì số nợ đó mà hắn không thể trở về nhà lúc này. Hơn nữa, nếu làm như vậy thì chẳng khác nào hắn ta tự đưa tay của mình vào trong cả. Báo cáo, qua khai thác thông tin của Hảo, tên này nói hắn biết Phong vì đã chơi bạc cùng sống. Dạ sao? Tháng này xui thiệt, tính đâu là thua đó, điên gì đâu. Thôi, mày cứ bình tĩnh đi, từ từ rồi gỡ chứ gì. Bình tĩnh con khỉ, mày biết tháng này tao thua bao nhiêu chưa? Tao tính kiếm mớ vốn tao qua cam. Ủa, mày định qua cam làm ăn hả? Làm ăn gì ba, bên đó có mấy sòng lớn, qua đó tao tin là gỡ được. Trời, tiền thì thiếu lên xíu xuống mà mày đặt ơ mộng. Tiền không phải là không có, quan trọng là mày có liều hay không thôi. Anh biết lý do mình ngồi đây chứ? Biết. Các anh bắt tôi á vì tội đánh bạc và vượt biên trái phép. Đó chỉ là một phần. Cái chính để anh ngồi đây và với đôi tay bị còng đó chính là việc anh đã ra tay sát hại chị Nguyễn Thị Tiên. Tiên nào tôi không biết. Các anh đừng có vu cáo tôi. Chắc vì chưa có bằng chứng cho nên anh không chịu thú tội, đúng không? Được.
Ủa anh bị sao vậy? Tôi bị tụi nó cướp sạch hết tiền. Ở đây rõ giờ làm gì có cướp anh? Chưa có thì giờ có. Số tôi sẽ xui xẻ dưới trời. Mới tới làm công được có mấy ngày. Thôi anh đừng buồn nữa. Coi như là của đi thay người đi. Thôi được rồi. Để tôi đi báo công an. Cảm ơn ông đã giúp tôi nha. Ê ê ê, chờ tôi với. Dạ, hiện trường ở đây thưa cán bộ. Ông có thể kể rõ sự việc hơn được không? Lúc đó khoảng 2 giờ sáng, tôi đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Này đi đâu? Tôi nghèo lắm, tôi đi làm mướn, không có tiền luôn chú. Không có tiền tao cắt cổ. Ừ, bây giờ có qua tiền, hay là cái mạng của mày. Được. Chúc mà lo. Trời, nó là rồi chùi lẻ mày. Ừ, kiếm dây đi. Đây à. Ghi, mày nhấn cái đầu xuống rồi ghi. Chùi lẻ mày. Đưa đi cho tao. Giống hả? Dạ. Mấy chú ơi, lấy điện thoại của mình. Tao đi xin lại cái sim. Đồ chồng mệt quá. Cậu vào trong kiểm tra hiện trường. Vậy ông có nhận ra khuôn mặt của hai kẻ đã tấn công mình không? Trời tối thui à. Tụi nó bịt kín mặt hết. Với lại tôi là người xứ khác tới đây làm công, cho nên không biết ai với ai. Theo như trình báo, ông có chắc là một trong hai người tên Ghi chứ? Tôi nghe rõ mà, tụi nó gọi nhau như vậy. Tài sản của ông mất gồm những gì? 2 triệu đồng và một cái điện thoại. Chỉ tìm được vật này là khả nghi nhất. Con dao này là của ông? Dạ đúng rồi. Con dao này tôi dùng để phát cỏ vườn, để chặt chuối. Mà tối hôm qua tụi nó lấy con dao này chấn vô cổ tôi, uy hiếp tôi. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo đến ông. Còn lấy cái vật ốc cho tôi. Tại sao lại có cây vật ở đây? Có khi nào là của hung thủ không? Chờ tôi chút, để tôi mở cửa cho. Theo phòng pháp y cho hay, cây vật ốc nằm hoàn toàn ở dưới nước. Chính vì vậy mà dấu vân tay sẽ rất mờ, khó mà lấy được. Thêm một thông tin nữa, trên cán dao lại không tìm thấy dấu tay.
Có vẻ như hung thủ đã cố tình xóa hết dấu vết. Hai kẻ cướp xuất hiện vào lúc 2 giờ sáng tại một vùng thưa dân cư. Cậu có suy luận gì về vấn đề này? Tôi chắc chắn rằng hung thủ chính là người địa phương, vì túng quá mà làm liều. Bây giờ cậu và đội của mình đi xuống khoanh vùng cho tôi, tìm hiểu xem những người nào làm nghề giật ốc và dò hỏi xem những người nào tên Ghi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm có kết quả thôi. Rõ. Ông đi ra khỏi nhà đi. Đi đi. Đi. Em. Đi. Ông biến cho khuất mắt tôi đi. Tôi không muốn thấy mảng mặt ông nữa. Đi. Kìa em, nhỏ nhỏ thôi, người ta nghe thấy giờ đó. Ông mà cũng biết xấu hổ nữa hả? Ông đi khuất mắt tôi. Để anh vô anh lấy cái này, cái anh đi liền. Cái ông này. Ông đi chưa? Đi. 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 Đi đi liền. Đi. Alo, mày đâu con quỷ? Ừ, tao đang nghe điểm hẹn nè. Nhanh nhanh nha. Con giờ tao lại nha. Chỗ nãy giờ mới đi được á. Xin lỗi nha. Xin lỗi cái đầu mày á. Nè, mày giữ cái của nợ này đi. Sao mày không giữ đi? Tao giữ cho chết. Giữ đi. Cầm. Đi ông nào ơi. Anh nghe vợ anh về liền. Duy. Duy. Cái thằng gặp hoạn nạn là bố bạn à. Chào anh Duy. Tôi thuộc tổ điều tra của thành phố Cần Thơ. Tôi nói chuyện với anh một chút được không? Có chuyện gì đâu nói. Cái bọc sau lưng anh là gì vậy? Là không có gì hết á. Không có gì tại sao phải giấu? Đưa đây cho tôi. Anh cũng thích uống loại rượu này hả? 3 triệu đó, mắc tiền lắm. Ở đâu anh có? Dạ, cán bộ đừng hiểu lầm tôi. Tôi không có trộm cắp gì hết trơn á. Cũng tại thằng Duy không à. Nó gáy với tôi, nó nói rượu này uống ngon lắm. Tới mày phải không? Ừ. Ê. Cái gì vậy? Ngon mày. Tiền của tao đó. Uống đại đi cho tao miếng nữa coi. Mồi ngon, rượu cũng ngon. Trời đất ơi, mất hết rồi. Mày bị bệnh hay sao mà chân tay run lại bậy vậy? À, mày gạt tao chai rượu giả đúng không? Giả cái đầu mày chứ giả. Tao sắp lên hớt rồi kìa. Là sao? Tao ăn cắp tiền vợ tao mua chai rượu này nè. Giờ nó phát hiện rồi kìa. Ê, cái chuyện này không hề liên quan tới tao nha mày. Tao về trước. Ê mày. Mày ở lại bảo trọng. Chơi kỹ mày. Mày tự lo đi. Ê. Mồi của tao mang qua. Ê. Ba nha. Duy. Duy. Dạ, ý lộn, biết rồi. Duy ơi. Vô liền nè. Anh cho tôi hỏi một chút. Anh làm nghề giật ốc lâu chưa? Dạ, cũng khoảng mấy năm rồi cán bộ. Ủa mà giật ốc cũng có tội thôi cán bộ. Anh cứ bình tĩnh. Vào đêm ngày 19 tháng 6, anh có đi giật ốc hay không? Em đi nhậu với mấy thằng bạn. Ừ, đâu có sợ. Anh Ghi, cho em nhậu với. Ngồi xuống, càng đông càng vui mày. Vô. 50 nha. Dạ. Ngon không? Vô. Anh nhậu vậy, rồi lát sau anh đi vợt ốc. Hôm nay tôi nghỉ. Vậy anh cho em mượn cái vợt được không? Mày mượn làm cái gì? Em đi kiếm chút đỉnh cà phê chơi.
Mày không đi được thì cho nó mượn đi. Dạ, đó rồi lấy đi. Dạ. Thôi, hai anh nhậu em đi nha. Nhớ đừng làm mất nha. Dạ. Vợ tao nó dữ lắm á. Vô ạ. Cái gì? Ghi đã cho một người tên Thành mượn vật hay sao? Đúng vậy, tôi cũng đã cho xác minh chuyện này. Bạn nhậu của Ghi là Duy cũng đã thừa nhận. Hàng xóm của Ghi cũng đã cho biết khoảng 22 giờ hắn ta có đi ăn nhậu say xỉn, về cãi nhau với vợ, rồi sau đó ngủ một giấc cho tới sáng. Bữa nay mày xỉn à? Nay mày không đi giấc ốc à? Lâu lâu nghỉ chơi một bữa mà. Bữa nay tao không ngủ với vợ chồng mày quá. Làm gì ông ngủ? Gọi tôi qua nhà ông, tôi phá nhà. Mày vô chổng ơi mày biết. Chớn. Vợ ơi, chồng vợ anh ơi. Trời ơi là trời, Ghi ơi là Ghi, bữa nay ông chết với tôi. Lỗ tai nha, buông ra. Vậy tại sao theo như lời kể của ông Lâm thì đối tượng làm mặt này gọi bằng Ghi? Tôi nghĩ hắn ta nói như vậy là để đánh lạc hướng điều tra. Bây giờ cậu đi xác minh đối tượng tên Thành cho tôi, theo dõi kỹ người này, có gì báo cho tôi gấp. Rõ. Anh xem, tôi có điều tra tên Thành. Tên này có những biểu hiện đáng nghi ngờ nhất. Với lại hắn ta đang sử dụng chiếc điện thoại rất giống với chiếc điện thoại bị mất của ông Lâm. Như vậy là có manh mối rồi. Tôi còn điều tra thêm, hắn đang lén lút với tên Ghi để to nhỏ cái chuyện gì đó. Ghi à? Ghi nào ở đây nữa? Không phải Ghi mà là Ri. Xin lỗi anh. Ri à? Dạ. Cậu có thông tin gì về người này không? Dạ có. Tên Ri, 19 tuổi, đang là một thành phần bất hảo của địa phương và đang bị quản thúc bởi vì đã gây ra một vụ tai nạn chết người. Ri, Ghi, Rờ, Ghi. Tôi hiểu rồi. Thật ra tên hung thủ mà ông Lâm nói không phải là tên Ghi mà là tên Ri. Nguyên nhân ở đây á là do cách phát âm và phương ngữ chữ R và chữ G. Cùng nhau đi bắt những con thỏ nào. Mà anh về cơ quan phó hỏi chúng ta. Các anh làm gì vậy? Thả ra. Anh Thành, tối ngày 19 tháng 6 anh đã đi đâu và làm gì? Tối đó tôi ngủ ở nhà. Ngủ ở nhà hay là đi giật ốc chứ Ri? Chính Ghi đã xác nhận anh là người mượn cái giật ốc của Ghi trong đêm 19 tháng 6. Chúng tôi tìm thấy nó tại gần chòi lá của ông Lâm. Có phải anh đã cùng Ghi đi cướp tài sản của ông Lâm? Tôi không có. Vậy thì chiếc điện thoại này thì sao? Chiếc điện thoại này là tôi lượm được. Lượm à? Vậy mà ông Lâm lại báo chúng tôi là chiếc điện thoại anh đang sử dụng là của ông ấy. Anh biện hộ quá ngây thơ rồi đó. Tôi... Anh Ri, anh Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Anh vẫn còn ngoan cố không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình hay sao? Cái gì? Nó nhận tội luôn hả? Nếu anh không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình thì buộc lòng chúng tôi phải mời ông Lâm đến đây để xác nhận giọng nói của hai người. Tới lúc đó tội của anh sẽ còn càng nặng hơn nữa. Dạ khỏi. Kêu ông lên chi mất công. Em nhận. Có phải Thành đã rủ rê anh đi cướp tài sản của ông Lâm? Cái gì? Ý anh là sao? Dạ em rủ nó. Dạ gì đó.
Vậy tại sao anh lại có ý định đi cướp tài sản của ông Lâm? Không có tiền xài. Rồi hai thằng rủ nhau đi bắt ốc. Thấy ông trong chòi có con mình à. Rồi rủ nó cũng ừ theo nữa. Vô đó. Xong rồi cái lên đây ngồi luôn. Ê, tao thấy cái xóm mình á, lên thành phố làm có tiền nhiều lắm. Tao mày lên chảnh làm đi. Mày hay quá. Tao thì đi được rồi đó. Còn mày kìa, mày đang bị quản thúc ở địa phương, làm sao mày đi được? Chán thiệt. Dính chấu còn chi. Bây giờ làm gì cũng được hết trơn á. Tối nay á, tao mày đi bắt ốc đi. Tao thấy được á. Vậy để tao về tao mượn cái giờ. Rồi có gì tao hú mày. Thế tôi đây nè. Mày từ từ. Thằng tôi đây. Mày làm đi. Đi không đem cái đèn theo nó thấy rõ bắt. Ghi ơi, tao khát nước quá mà tao quên đem nước rồi. Tao thấy trên đó có ánh đèn, có cái chòi kìa. Bây giờ mình lên trên đó mình xin nước đi, rồi sẵn qua đó kiếm ốc luôn. Đi. Mình đây không có rồi. Đi. Cái gì vậy? Bây giờ tao có cách này, mày chơi không? Mày nói đi. Hồi sáng tao đi ngang cái chòi đó, tao thấy có một mày ông già. Bây giờ mình vô trong đó mình kiếm tiền xài. Mày điên hả? Lỡ người ta phát hiện thì sao? Mày khùng quá. Nhưng cái khu này nó vắng lắm, không có ai hết trơn á. Bây giờ là 2 giờ sáng nữa, mình vô xong mình chùn lẹ. Ê, cái gì? Đi đường này nè. Ê, gì vậy? Ây da, sao đi nhanh lên. Gai không sao đi, chứ lại có hai đường nữa mà đi. Đi cướp mà sợ gai à? Mày la lên cho cả cái chỗ này ta lại, ta bắt mày đi. Cái gì? Cao lên. Dạ, dạ con đi giật ốc đêm khuya á chú. Con khát nước quá, chú cho con xin miếng nước uống được không? Chờ tao chút tôi mở cửa cho. Dạ dạ dạ. Đi đi đâu? Không có tiền tao cắt cổ. Chút mà lo. Thôi từ từ mấy chú. Ê, chú cũng giao. Con không náo nào đâu trời. Chú mày đại đi. Đi. Chào cô. Anh là... Dạ tôi là hàng xóm đây à. Vậy thời khắc mà anh phát hiện ra vụ việc là khi nào? Tầm 1 giờ sáng. Thì lúc đó tôi đang ngủ, tôi nghe là hới hới. Tôi chạy ra. Từ ngoài sân tôi nhìn thấy là nguyên cột khói. Đi qua, tôi chạy qua thấy là nhà của anh Hiếu bị cháy. Mà qua thì thấy ảnh ngồi ở cây á. Vợ con của ảnh chết hết cô ạ. Ghê quá.
theo kết quả ghi nhận được thì vợ và con của anh Hiếu đã tử vong, còn anh Hiếu thì bị bỏng nặng nên đã được đưa đi cấp cứu, còn về tài sản thì chưa có thống kê cụ thể. Có mùi xăng. Báo cáo anh, tôi vừa tìm thấy căn nhựa màu trắng này, nồng nặc mùi xăng. Đồng chí đem về kiểm tra ngay. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong phổi của hai nạn nhân Nguyễn Thị Hiền và con gái Trần Thị Hoàng Trinh đều có khói. Nạn nhân duy nhất còn sống sót là anh Trần Hữu Hiếu, 37 tuổi. Theo những dấu vết để lại thì anh Hiếu cố thoát ra bằng đường cửa chính. Anh Hiếu bị bỏng ở cấp độ 3 và đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện tại thì anh Hiếu đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, thiệt hại do vụ cháy gây ra là rất lớn, có thể lên đến 500 triệu đồng. Hơn nữa, các mẫu tro thu thập tại hiện trường cũng như là trên thi thể của nạn nhân đều chứa xăng. Chiếc xô có sẵn tại hiện trường, mặc dù đã được người dân sử dụng múc nước để dập lửa, tuy nhiên vẫn còn lưu lại mùi xăng rất nồng. Theo tôi, đây có thể là chiếc xô đựng xăng do hung thủ đã mang đến. Chiếc xô là một vật chứng quan trọng. Các đồng chí, đây là một vụ án có liên quan đến phạm tội rất đặc biệt, khiến hai người tử vong và một người bị thương nặng. Phải điều tra rõ xuất xứ của chiếc xô. Theo tôi, khả năng bị sát hại là rất cao. Có 3 mục đích khiến hung thủ ra tay sát hại. 1. Tình. 2. Tiền. Và 3 là sự trả thù cá nhân. Ngay bây giờ chúng ta cần phải xác định nguyên nhân hung thủ giết người là vì mục đích gì. Nếu là vì tình, loại bỏ đứa bé ra. Còn lại là vợ chồng nạn nhân. Kẻ tình nghi số 1 đó chính là kẻ xuất hiện sợ sệt và lén lút tại hiện trường vụ án. Chị ơi. Dạ chị cứ hỏi đi ạ. Trong cuộc sống thường ngày thì anh Hiếu hoặc là chị Hiền có mâu thuẫn gì với ai không? Dạ không ạ. Anh chị tôi sống rất là hòa thuận với lại họ hàng, không có mâu thuẫn gì với ai hết ạ. Còn hàng xóm láng giềng thì sao? Chị và vợ chồng anh Hiếu hòa thuận với nhau chứ? Tôi với anh hai tôi rất là hòa thuận với nhau. Chị dâu cũng không có bất kỳ mâu thuẫn gì hết ạ. Dạo gần đây chị có thấy anh Hiếu hoặc là chị Hiền có những hành động gì bất thường không? Anh hai tôi thì tính rất là cọc cành, lâu lâu thì uống rượu, bia chơi đánh bài vậy thôi cho vui thôi. Được rồi, cảm ơn chị. Có gì tôi sẽ gặp chị sau nha. Chị ơi, hồi nãy chị có nhắc tới là gia đình chúng tôi có mâu thuẫn gì với làng xóm đúng không ạ? Anh cho biết đầy đủ họ tên.
Dạ thưa cán bộ, em tên là Lê Văn Nghĩa. Tối ngày 26 tháng 5 đến 3 giờ sáng ngày 27 tháng 5 anh làm gì, ở đâu? Dạ em nhậu với bạn em. Bạn anh là ai? Thằng Quân với thằng Mạnh. Anh có mối quan hệ như thế nào với anh Trần Hữu Hiếu? Dạ chỉ là hàng xóm thôi. Sáng hôm nay tại hiện trường chúng tôi ghi nhận anh có hành động lén lút lo sợ. Dạ em có nhân chứng cho biết chiều hôm qua anh và anh Hiếu có mâu thuẫn. Anh nói sao về vấn đề này? Chúng tôi đang điều tra một vụ án giết người hết sức nghiêm trọng, đề nghị anh hợp tác. Dạ em có cãi lộn nó thì có, vì em chọc ghẹo em gái nó. Anh làm cái gì vậy? À, dạ, con nhà ai dễ thương thôi nè. Anh bỏ tôi ra, tôi gọi anh hai tôi bây giờ đó. Anh làm cái gì tôi vậy? Anh hai kể anh hai. Ủa, đẹp người ta mới dễ thôi. Xấu ai vậy? Anh hai, anh hai. Anh hai của em với anh hai ơi. Làm gì vậy? Làm cái gì, làm cái gì? Tao nói chuyện. Mày mà còn dễ dãi em gái tao, tao chết. Anh hai, bỏ đi anh hai. Mày là muốn gì mày? Anh hai ơi. Anh ơi, sợ mày làm cái gì đâu? Bỏ đi anh. Anh ơi, bỏ đi. Mày ngon mày nhậu vô đây. Thôi anh ơi. Có ngày tao đốt nhà mày đó. Anh ơi. Mày đó, mày ngon mày nhậu vô. Bỏ đi anh. Anh ơi, bỏ đi anh. Đi về. Nhưng mà còn giết nó thì em không có giết. Bây giờ nó chết rồi. Đối tượng Nghĩa là tình nghi số 1, nhưng anh ta có bằng chứng ngoại phạm. Anh Hiếu và chị Hiền đều không có nợ nần ai cả. Như vậy chúng ta cần phải loại bỏ giả thiết trả thù gì tiền. Hung thủ ra tay một cách tàn bạo khiến... Alo. Cảm ơn. Thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy, nạn nhân Hiếu đã tử vong do bỏng nặng. Trước khi chết nạn nhân không nói được gì cả. Như vậy hung thủ ra tay một cách tàn bạo khiến ba thành viên trong gia đình tử vong, chứng tỏ hắn ta đã quen biết một trong hai nạn nhân, đó là vợ hoặc là chồng. Hoặc có thể là cả hai. Cô ơi cô. Dạ. Chào anh. Cô có giết người hả cô? Chúng tôi đang trong quá trình điều tra, không thể tiết lộ thông tin được. Nhà đó thấy vậy chứ ồn ào lắm cô ơi. Anh trai của cô gái đó cấm bé đó là quen với ai á, mà cứ cãi lộn sùm hoài à, phức tạp lắm. Ê, mày làm gì vậy? Hả? Làm gì đâu? Tụi em không có làm gì hết anh hai ơi. Nói anh chạy đi. Anh chạy đi. Đi học. Nó mà có chuyện gì, cái rửa này vô trong đầu mày đó. Mày ngon. Có ngày tao xử mày đó các mày. Tao thích mày đó. Còn mày nữa. Đi về. Như vậy hai đối tượng đáng nghi và quan trọng nhất đó chính là Hoàng và Thúy. Rất có thể vì bị ngăn cản tình cảm mà họ đã cấu kết lại với nhau và sát hại gia đình anh Hiếu. Kết quả phân tích dấu vân tay thế nào? Nội trong ngày mai sẽ có kết quả. Được, khi nào có kết quả báo tôi. 6 tháng 5 đến 3 giờ ngày 27 tháng 5 chị đã làm gì và đi đâu? Dạ tôi ở nhà ngủ, nghe làng xóm truy hô nhà anh hai tôi bị cháy. Vào khoảng 3 giờ sáng tôi gọi điện thoại cho anh Hoàng, nhờ anh qua phụ giúp. Có nhân chứng cho biết giữa chị và anh Hiếu thường xảy ra mâu thuẫn, chị giải thích sao về chuyện này? Dạ anh hai tôi không đồng ý cho tôi quen anh Hoàng. Ban đầu tôi không nghe theo, nhưng sau đó tôi đã chấp nhận. Em sao vậy? Mình chia tay đi anh. Em nói cái gì vậy? Em sống với anh hai từ bé, em xem anh hai em như ba mẹ em vậy á. Anh hai không thích em quen anh. Thank you.
có mối quan hệ như thế nào với gia đình anh Hiếu và chị Hiền? Dạ, em là bạn trai của Thúy. Thúy là em gái của anh Hiếu. Từ 19 giờ ngày 26 tháng 5 đến 5 giờ sáng ngày 27 tháng 5, anh làm gì? Giờ ở đâu? Dạ, thưa cán bộ, em đi nhậu. Anh nhậu với ai? Dạ, thưa, em đi nhậu với Vinh, bạn của em. Rồi xỉn quá là dẫn em về chòi. Cái tới 3 giờ sáng thì Thúy mới gọi là nhà anh Hiếu bị cháy. Thì em mới lập đập chạy về em lo hậu sự cùng với Thúy. Công việc của anh là gì? Dạ, em thất nghiệp. Anh cho tôi biết anh quê ở đâu? Dạ, em ở xã Đông Bình, thị xã Bình Minh. Chào anh. À, chào. Anh cho tôi hỏi chiếc show này có phải là cửa hàng của anh không? À đúng rồi, chiếc show này trong cái lô đầu tiên của cái chồng show bên đây. Dạ, anh cho tôi hỏi tại sao nó có ký hiệu DB? À, cái DB này là của nhà cái phân phối chuyển qua cái xã Đông Bình để tiêu thụ. Vậy anh có nhớ mặt người mua chiếc show này không? Lấy cái show đây anh. Ờ, 50 ngàn em. Ê, thôi, quên từ thối. Cái người mua, à tôi nhớ, tại vì bữa đó là cậu quên đường thối. Với lại cái mùi cậu rất là lạ, là có mùi xăng nồng nặc trên người á. Cậu đi vội vàng. Được rồi, cảm ơn anh. À, cảm ơn. Có người đã xác nhận anh là người mua chiếc xô màu đỏ, giống với chiếc xô đã tìm thấy tại hiện trường. Dạ thưa cán bộ, ở cái xã đó, thiếu gì người dùng xô, thiếu gì người mua xô. Tôi mua được, người khác mua cũng được. Với lại hàng nó sản xuất hàng loạt mà. Trước ngày gia đình anh Hiếu bị cháy, anh mua cái xô đó để làm gì? Tôi mua để làm đồng. Vậy khi đi làm về, anh để cái xô đó ở đâu? Ở nhà tôi. Tôi không có giết người. Tôi nói thiệt đó cán bộ. Chào anh. Chào anh, có gì không anh? Anh cho tôi hỏi, anh có phải là bạn của anh Hoàng không? Ừ, tôi bạn của Hoàng, có gì không? Vậy thì 17 giờ ngày 26 tháng 5 đến 3 giờ ngày 27 tháng 5, có phải anh đi nhậu với anh Hoàng không? Ừ, bữa đó tôi đi nhậu nó. Mà bữa đó nó buồn chuyện con bồ nó gì đó. Tôi với nó nhậu tới khuya, rồi về ngủ đây nè. Vậy anh còn nhớ chi tiết gì không? Ừ, đúng rồi. À, tôi ngủ dậy thì tôi nghe mùi xăng nồng nặc. Rồi tôi mượn cái đèn pin. Hỏi đèn pin nó thì nó nói đâu mất tiêu à. Đèn pin, vậy có phải loại đèn pin này không? Ừ, nó nè. Đèn pin này nè. Cảm ơn anh. Vậy chị và anh Hoàng có quan hệ tình cảm bao lâu rồi? Dạ hơn một năm rồi. Vậy tại sao anh Hiếu lại ngăn cản tình cảm của chị với anh Hoàng? Dạ, tại anh Hoàng chưa có việc làm. Anh hai tôi không muốn tôi quen một người chưa có sự nghiệp. Có phải vì vậy mà chị và anh Hoàng đã đổ xăng đốt cháy nhà anh Hiếu? Dạ không, tôi không thể nào làm điều dã man như vậy được. Vậy chị có nghĩ kẻ thủ ác chính là anh Hoàng không? Vì chúng tôi thu giữ nhiều chứng cứ cho thấy Hoàng là đối tượng tình nghi số 1. Nếu chị che giấu tội ác cho hắn, chúng tôi sẽ kết tội chị vì tội đồng phạm. Dạ, tôi không biết chuyện này. Thái độ của Thí cho thấy có vẻ cô ta không đủ can đảm để làm việc này. Có thể nói kẻ thù ác đang ở trước mặt chúng ta, phải có bằng chứng cụ thể mới khiến hắn cúi đầu nhận tội. Rõ. Báo cáo chỉ huy, tôi đã có kết quả phân tích giáo dân Tây. Chúng tôi đã tìm đủ thấy chứng cứ chứng tỏ anh là hung thủ đốt cháy ngôi nhà của anh Hiếu, khiến cho ba thành viên trong ngôi nhà của anh Hiếu tử vong. Em nói rồi, em không có giết người. Em nói thiệt, em không có giết người. Anh đã ngụy tạo chứng cứ tại nhà của anh Nguyễn Quang Vinh, nhưng anh đã quên mất chiếc đèn pin và nó đã tố cáo anh. Hơn nữa, chúng tôi đã có kết quả dấu vân tay của anh trên chiếc can nhựa màu trắng và chiếc đèn pin có mặt tại hiện trường. Đó chính xác là dấu vân tay của anh.
anh hãy mau nhận tội để còn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Em xin nhận tội. Mình chia tay đi anh. Em nói cái gì vậy? Em nghe lời anh hai của em chia tay anh phải không? Nói mà có chuyện gì, cái rửa này vô trong đầu mày đó. Buông tôi dậy! Buông tôi bạc ơi! Buông tôi dậy! Buông tôi bạc ơi! Buông tôi dậy! Buông tôi dậy! Buông tôi bạc ơi! Buông tôi dậy! Thú thật là em không cố tình đốt cháy nhà của anh Hiếu để cho ba người với nhà anh Hiếu chết như vậy. Em có tình cảm với Thúy mà anh Hiếu suốt ngày ra sức ngăn cản, em sợ mất Thúy nên lúc đó em nhậu say, em không kiềm chế được bản thân nên em đã mua xăng đốt nhà anh Hiếu để gây ra hậu quả.